16 tháng 12 này. Siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12. The Mask Singer Việt Nam 2023. Từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam, Rap Việt sống, người ấy là ai? Quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Sân khấu lép khổng lồ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng, một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop. There you will be, vì bạn và mọi điều bạn yêu. Mình sẽ bước ra phần 2, đó là phần Superstar. Tiết mục đầu tiên đi mở đầu cho phần 2 này, chắc không ai có thể khuấy động sân khấu và mở đầu hấp dẫn bằng hai người này. Và giới thiệu toàn thể quý vị sự trở lại của Pháp Kiều cùng với Sugar. Không có ướp online, cũng không có ướp bàn phím. Muốn được lên tìm kiếm thì gặp mặt cùng bàn thêm VIG, biết tìm nhiều tốt Pháp Kiều hàng hiếm. I'm the leader, chém cả sao em who I am. Cho mượn money, được cưng như baby. Đến lúc mà lấy đi thì nó lại hẹn lại mấy kỳ. Giờ xem lật mặt sáo mới phát ở tầm này. Mà nó học nhanh quá, ai đâu biết nó làm hay. Biết vậy là biết, được thì biết nó là hình phán. Xét kêu online, chúng mày đứng tới ra mà nhìn. Lấy hết mình cao phím cho càng thế mới là đỉnh. Số đang họ chưa tới nên đừng có vội dành mặt kinh. Có thể mấy camera đôi số đang chạy bằng cơm. Là khi mà phát âm thanh thông báo, tức là báo bằng mừng. Không có báo nhưng vẫn mở lên nghe đi du. Nghe xong đi em mua cho áo heavy xù xời. Làm rap đất cơi, còn không nghe lời. Ơi đất cơi, quên mất hai cái level xa vời. Mình không có ưa, cũng không có vừa. Nhìn xem thấy chưa, lớp đi thi là tâm quân trên TV. Mấy lời nói đang kiếm xung quanh. Em sống thật mà chứ đâu có phải là làm màu. Để cho lên cái tâm hồn này chứ không có phải là làm đâu.
your hands up. Tất cả mọi người giơ tay lên nào, ở bên xa chưa kịp thấy nữa. Clap your hands like this. Bong 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 ba đập bang bang. Today only you are the queen. Kiếm xu bỏ ra bao kiến thức nghe là green. Nghe được hết bên này là tốt nè, I'm better than go home. Hôm nay ta đứng trên đây, đi lên bàn tay lên con trai đứng trên vai. Tay bên tay cho biết đúng hay sai. Chị em ta go on. Cat 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 what? Em trai ở trên đây như là tiên, xong như là đúng con người trong em mặc nhiên. Chị phụng đi chị cuối đến cho em đi đầu tiên. Wow, elevator beat on my go on. I'm a walk and hold, I'm a go star. Tất cả chắp tay thấp khi chị đếp so low. Just living in a life that was so low. Just have yourself in the mirror. Nếu muốn tình yêu thì yêu cả hết lần mong. Open up to everyone. Got this, got that, I got hết mong của mình. Hey yo, yeah, mọi người hát theo được không ạ? Cho Phát Kiều và Superboy. What's up, Rapid? Và bây giờ để tiếp nối chương trình, xin mời các bạn cùng gặp gỡ hai ca sĩ Vũ Thảo My, Anh Tú sẽ cùng kết hợp với Tess. Và tất cả chúng ta hãy enjoy cái moment này. Anh nghe được câu ấy, mẹ xin biến mất và thằng Tết được khai sinh. Từng lần mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị khinh thường. Tim anh nhói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên kỳ đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh cố vươn tới thứ mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đau đớn trong đời vương đây chỉ đứng dẫn lối từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những moment trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh trói sáng giấc mơ như này. MTEZ. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi. Chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tin tôi, chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi. Không có gì là khó, vì khó sẽ có cái enjoy. Tương lai dành cho tôi từng ngày, thực tại với cả những bức tường dày. Người yêu mới vừa thành người yêu cũ, ký ức xưa vẫn níu giữ đôi chân anh như bùn lầy. Dòng tiền thì chỉ còn anh đi, dòng đời dường như muốn anh suy. Ok ok, anh vẫn cười tươi gỗ một cái đời người kỳ như vì gia đình đang đơn. Anh lên sóng TV, chưa nào còn được bắt vào bùng nổ. Chỉ biết giấc mơ anh không ngại gì cực khổ. Vững vàng tâm trí không bị đổ nghiêng, vì anh luôn tin tổ tiên ở phía trên đang phù hộ. Phương châm là tiền vẫn phải lấy, gót giày trong mũ lời vẫn phải tiến. Sao ta phải chạy trốn, còn đến đâu mà ta cảm thấy khi mà trên lưng vất vả ấy hóa thành đôi cánh đưa ta. Lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta và bao con vẫn còn xa xôi. Sẽ nhanh qua thôi mà, theo chân ta nơi cuối con đường. Còn ai sẽ bên cạnh đây, nhiều ai sẽ buông bàn tay. Quên đi bao tháng ngày, enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, enjoy, enjoy. Khoảnh khắc anh cảm giác như nhà vô địch ở Rap Việt. Dù mới là bản kết của Rap Việt, tên là flow rap biệt, lên sẽ có một tác nghiệp chuyển năng lượng như các điện từ tình cảm đến các quyết thợ. Anh giơ tay muốn chuẩn bị cho anh cả trăm bức. Nói với độ ngầu bọn mẹ ta ăn đứt. Từ thần thái cho tới cái cách cầm mai, anh vẫn cứ lấy bảnh ra kể cả có răng xếp. Xem mẹ tập anh biết thể hiện bọn họ cứ nhầm tưởng anh giấu bài. Xin EK
kiếp con xe cút kít mang gạch đá về xây lấu đài. Cả sẽ ngồi dưới tôi vừa quên tên tôi, đến đây đem nụ cười hiện lên trên môi. Nếu không thích tác phẩm tem diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm Dương Tấu Hải. Quý bạn và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái để nghe được một câu hay chúc mừng của anh. Còn tất là những may mắn tìm ra đến cơ hội thắng rồi lại chẳng có cơ may thì thật là ngắn đây phải nói nhanh chúc mừng yêu quý những điều mới tao chúc quay cánh kết chẳng được dùng ai sẽ tan tiền tài bao bao tài pháo với cả con phố anh không phải ngoài lên trong trạng thái cho mừng mới chưa được đỉnh toàn những cái đau dư không phải bỏ vô nên sẽ phải tái nhá. Vươn lên cao như cánh chim trời dù phía trước đang chờ ta và bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà theo chân ta đến cuối con đường còn ai sẽ bên cạnh đây liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 cái moment. Lý do âm nhạc anh vang không phải để thua hay thắng, vang để hộ nếm vị ngọt anh tự chiết ra từ đời chua cay đắng. Ai cũng enjoy với thực tại để đến về gối đông ngủ mơ say đắm. Chung nhau cái moment này cao đầu ngước lên và giơ tay nắm. Giơ tay cho anh em ở đầu này, giơ tay cho chị em ở đằng đó, giơ tay cho những người bước sâu đây vẫn không kêu một lời ngày qua ngày vẫn đã vượt khó. Niềm vui thì cũng ba nhân bốn, nỗi buồn thì bảy để mà chia đôi. Giơ tay để bắt cho từng khoảnh khắc tiếng nam chung lên về bắc tất cả đều cùng enjoy. Vươn lên cao như cánh chim trời dù phía trước đang chờ ta là mọi khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà theo chân ta đến cuối con đường còn ai sẽ bên cạnh đây liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 cái moment này. Enjoy 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 một lời cảm ơn đến ca sĩ anh cũng và ca sĩ Vũ Thảo My. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Không biết là mọi người ở đây còn đủ nhiệt không nhỉ? Vẫn nhiệt lắm. Thế thì chúng ta enjoy cái moment này. Moment này là moment gì thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà cho hỏi nhá. Ở đây có ai thích nằm mơ không ạ? Có à, rất nhiều người thích mơ. Bên này thì sao nhỉ? Bên này sao? Đây nhở? Đều thích mơ đúng không? Nhưng mà đôi khi cơn mơ nó lại thì chúng ta phải tỉnh giấc. Vậy nên là mọi người có đoán được bài hát tiếp theo là gì chưa? Đúng rồi đấy, thế thì mọi người có thể hát cùng mình một đoạn được không? Thử nhá. Và mọi đau đớn người tự vượt qua thôi, vì giờ đây ở phía trước rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và khi cơn mưa dần phai với sự hỗ trợ của Bước Nhảy và chị Casimira Chan. Người thử vượt qua thôi, vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau. Ở phía trước từng đoạn đường anh đi, rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh. Bên em là quãng đời hạnh phúc nhất, chung giấc mơ chúng tôi ta chung giường. Nhưng cơn mưa nào cũng phải thức giấc, ta vẫn tiến về trước nhưng không chung một cung đường. Ta của quá khứ sẽ kết ta của hiện tại, đau thương yêu dấu đưa dấu kín ở đáy sâu. Bao câu hẹn ước giờ chỉ còn trong điện thoại, nhưng nếu ngày bên nhau lặp lại anh cũng sẽ chẳng thay đổi nó đâu. Em dạy anh biết cách yêu bản thân mình, dạy anh tự tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa gây, dạy anh thật lòng với từng câu và cảm xúc, và dạy anh cách thẳng thắn để nói ra để chia tay. Vậy nên cứ mỉm cười vì tương lai chúng ta sẽ còn tốt hơn, mọi thứ sẽ ổn thôi trên con đường mình tới. Hạnh phúc nhất là không còn nhau ở trong tay, nhưng vẫn giữ ở trong tim đặt bước trên hành trình mới. Tôi đau đớn người vượt qua thôi, vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau, chẳng thể đến bên nhau. Ở phía trước từng đoạn đường anh đi, đoạn đường anh đi, dù sẽ có ai thay em nắm tay anh khi cơn mưa cứ dần phai. Sing it, ta đôi bên nhau ngày mai. Everybody, khi cơn mưa cứ dần phai, anh vẫn sẽ vẫn alright. Chúng ta giờ chỉ còn là hình bóng, hai đứa trẻ từng rời khỏi nơi mình sống. Đôi tay mơ xây dựng gia đình nhỏ, rồi lại cùng nhau rời bỏ cái cơn tim tự mình đóng. Từng bước cùng bước lên mọi sân khấu cùng nhau, kỷ niệm ngày đó nghĩ lại chỉ thêm thương tổn. Khi giờ ở trên sân khấu lớn nhất đây, anh thiếu vắng bóng anh em, nhưng anh muốn nói là dưỡng ổn mong anh trở thành người phụ nữ độc lập vui vẻ không giận dữ và luôn được cảm nhận về cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên anh cũng sẽ phải cố gắng tận tình công để có thể trở thành người đàn ông quyết đoán nhiều hơn, ngay cả ở trong phần tính tình. Mong sau này gặp lại ta sẽ có thể nói lời cảm ơn vì ta gây sự ấm con tim nhau qua đêm lạnh. Cảm ơn em vì cho anh biết tình yêu là buông bỏ, bây giờ mình vẫn sẽ tốt khi không còn ai ở bên cạnh. Dù cho em không thể bước tiếp bên anh cũng không thể bước tiếp bên em.
về quê. Đừng quá đau buồn. Rồi sẽ có ai kia, có ai kia. Cùng anh ta sẽ chia, cùng em sẽ chia. Lấy đi hết bao nước mắt trong tim, còn lại mỗi đau đớn. Cho Tess và Mira chồng. Thank you mọi người. Và I love Ruffin, I love everyone. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. I love you. Xin cảm ơn Mira chồng. Và ngay bây giờ các bạn ơi, chúng ta sẽ tiếp tục bùng cháy với một trong những huấn luyện viên đầu tiên được xuất hiện. Now, ladies and gentlemen, please help me welcome sự kết hợp của Tess và Big Daddy. Giờ anh rap chất bảnh bao giờ cả tấu hài. Anh vẫn kiên cường thay đổi khiến những người đó một lần nữa mê. Cứ review lại update nên tiếp tục trên nữa đi. Tại anh ngập tràn tiếng hét của người yêu thương, họ khen, họ muốn được thấy anh thắng như là fan của Ngọt Pen. Cảm ơn mỗi ngày những người ở bên, từng giờ phút thăng trầm cho anh kho báu mà anh tìm kiếm là cái cúp trong lòng. Đặt trụ vững vàng chân bước cần gì phải nhón. Câu chuyện nổi bật họ đâu còn gì phải nhấn. Chiếm mọi ánh nhìn đến khi không còn gì phải lấn. Một đạp băng về đích đâu chân nên cần gì phải lón. Em tăng áp, cứ xem anh diễn đi.
ok. Vì một khi anh rap thì đừng nhân làm miệng chê. Vinh danh tới tất cả những người chơi đã đến với concert Rap Việt mùa 3. Vinh danh cho tất cả ekip sản xuất chương trình, các vị huấn luyện viên, thí sinh và cả ban giám khảo. Vinh danh cho những người đã mua vé đến concert Rap Việt mùa 3 và không mua ở chợ đen nhá. Và vinh danh cho cả những người ủng hộ nhưng mà không đến được để xem ngày hôm nay. Và vinh danh cho ai khen mình đẹp trai này. Vinh danh cho cả chị em xinh gái này. Hey, nói hey. Chung Rap Việt mùa 3 ấy, everybody Way, way, way. Em muốn tăng áp, cứ xem anh diễn đi. Nghe một phát, đúng đường là miễn về. Em không quan sát, hôm sau lại tiếc ghê. Vì một khi anh rap thì đương nhiên là miễn chê. Em muốn tăng áp, cứ xem anh diễn đi. Nghe một phát, đúng đường là miễn về. Em không quan sát, hôm sau lại tiếc ghê. Vì một khi anh rap thì đương nhiên là miễn chê. Một trăm phần anh đồng nhìn đến The Task và Big Daddy các bạn ơi. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, mình muốn hỏi mọi người một câu. Mọi người có biết ông Bách không ạ? Ok, thế thì tí nữa mình sẽ Bách trở lại sân khấu này. Thế còn mọi người ơi, mọi người có biết ông Lại không ạ? Có biết ông Lại không ạ? Lại là DJ How và Andre. Đi một team bất khả kháng, anh làm việc bất cả tháng. Để tìm đất và sáng, kiếm ăn đi ở trong tay. Nhạc hay không xa giác, chơi nhạc rap kiếm tiền rất thoát đáng. Anh đang vững như tòa tháp, cái bài để anh xa lái. Có đồng minh tên là rap on stage thả ra. Ok, bà đã bình, bà đã bơm, bà rum rum. Mày viết đá đẹp trên tay rung rung. Lên xe tăng guys, anh đi check map vào từng vùng. Khi còn biết đời với anh easy, lao động xuyên đêm làm nhạc ly bì. Ở đây là nhà dây bán nhạc chất, tạo nên sức đóng để họ duy trì. Anh bước đến phải xếp thành hàng. Yes sir, I got my swag. Drop that beat bên trên sáng thành vàng. Trở lại trên internet. Working hard and getting money. Phải khiến bản thân tốt hơn. Anh chỉ lao về đích. Từ khi flexing chỉ là vô tình. Để được mãi vào bé đó. Anh vẫn tỏa sáng với những điều anh đã làm. Kinh nguồn càng ghen, anh không ngại va chạm. Game này xa lang, easy anh qua màn. Nhà on top cả thằng hợp đồng này lại gia hạn. Cố gắng gì mà nhưng làm lại chẳng ra gì. Nhớ mày thả flow trên cao melody. Là up thêm đề câu, nhạc anh cũng đi chỉ. Là up thêm demo, để nâng cao giá trị. Đừng có team bất khả kháng. Anh làm việc bất khả tháng này. Để được tìm đất và xa, say what? Kiếm ăn đi ở trong tay. Nhạc anh không xa giác. Chơi nhạc rock kiếm tiền rất thoạt đáng. Anh đứng vững như tòa tháp. Lấy bài để anh xa lang. Quan tâm anh tên là Rap Austin Thà Giang. Anh yêu thích thời gian. Oh what? Lắm thích mất thời gian. Phong cách đến phục bàn. Cho xin lỗi thích bằng nàng. Oh god. Anh yêu thích thời gian. Oh god. Lắm thích mất thời gian. Oh god. Phong cách đến phục bàn. I'm glad. Cho xin lỗi thích bằng nàng. Oh what? Xung quanh bao nhiêu ánh đèn. Một mình em chỉ sân khấu để anh đen vẫn bộ quần áo đó xanh đen. Đèn màu mà ảo như say men. Nhảy lên đây cũng như người anh em. Anh rap đôi bụng không phải cồn cào. Ý kiến ý cò thôi đừng ồn nào. Anh mới nhịp với mấy lời xì xào. Biết nghe lời đâu mà team mời vào. Nêu trên tay là Richard Mele. Mỗi khi ăn mic của thằng Kim Bele. Nhạc với con thôn vô đến tích city. Từ rap Việt Nam I'm not ABC. Cầm mic check yeah 1, 2, 3. Dưới là khán giả anh là superstar. Trên xe đèn sao lưng cái double lo. Mở cái playlist nhạc phát ra lo. Nhạc của anh không thể chứa. Đây là hip hop không phải bóng của mình đâu. Đam mê bộ môn thể thao rap. Anh luôn tin điều anh là. Là toa đang lên trở bao quát. Đây là với sao phát. Nhưng còn tin bất khả kháng. Anh làm việc bất khả tháng. Say what? Để bước đi ở trong tay. Nhạc hay không xa xa. Chơi nhạc rap kiếm tiền rất phát đáng. Anh đang vững như tòa tháp. Đâu mà để anh xa lá. Có đồng minh tên là rap on stage thả giác. Ở đây xung quanh anh toàn là anh đẹp. Và đứng phía dưới đang hò rào. Chơi rất giống mấy đứa anh vẫn mang phong cách. Không quan tâm đến mấy trò mèo. Mà rất cách cách khác khi anh bất ngờ bật lên. Cứ áp đầy môn thì bài nào cũng thuộc hề. Anh chơi nhạc sang, người anh phát sáng. Anh kiếm con trend và tạo trend.
Rồi xin mời tập phát tay làm gì cho anh B-Rider và Andre Ryan. Yeah. Các bạn trai xinh gái đẹp ơi. Các bạn trai xinh gái đẹp à. Có phải các bạn là trai xinh gái đẹp nhất buổi tối ngày hôm nay không? Thật thì chúng ta phải chơi nhất cái Sài Gòn ngày hôm nay có được không nào? My surprise. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và tiếp theo sẽ là một tiết mục rất đặc biệt mà những nhân vật có trái tim mềm yếu lại gần bên nhau. Hãy cùng chờ đón sự kết hợp đặc biệt của Big Daddy, Emily, D-Ray, Karik và Just Study với tiết mục Suy cùng Rap Việt. Xin chào mọi người. Là em hay nhanh chân chạy, đôi lần đầu vỡ ngàn lần vô cớ tìm đường lui để không trình bày. Baby anh sẽ luôn như vậy. Và điều cần thiết là em hay ghét anh đi. Anh luôn đoán trước được việc đánh mất vật gần nhất tiếp theo là gì. Got me wondering that maybe I was made for this. No, that maybe I was made for it. Na 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 na. Or maybe I was made for this. No, the best thing you can do is leave. Lý trí như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim bắt ghen. Hoài nghi là kẻ mù mau, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Em khiến một kẻ thích xa mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em. Có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si. Đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đặc cũ kỹ. But what can I do now baby boo, I'm a rolling stone. And you know that there's no use in keep holding on. Nhìn xem kia, ta còn là gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi. Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi. Dù anh vẫn biết là sai có, nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó. You know I'm still waiting for you at a rendezvous. I saw you in the end and knew that that's not you. Tất cả chỉ là cái cớ, em biết anh không phải gà khờ. Nhưng để có kết của một câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ. That maybe I was made for this. No, that maybe I was made for it. Na 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 na. Or maybe I was made for this. Thank you. I hope you're happy. Mọi người ơi, mình muốn giới thiệu cho mọi người anh của mình. Give it up for Karik. Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Vì thoáng lên mai ra sao, tụi mình cùng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn. Ta yêu là yêu vậy thôi, không có khái niệm đúng và sai. Mấy đứa hãy nói lời khó nghe, bên nhau ta bỏ ngoài tai. We rolling overnight, không ai phải nghi ngờ ai. Không có tâm bao nhiêu lần sai, chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại. Đừng nói đến những thứ vốn qua lớn lao. Đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau. Giữ tim không hoài nghi, bình yên trong ta sẽ đủ lâu. Cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu. Tâm thế người yêu, chọn ở bên nhau vì bình yên.
Quá khứ hiện tại là tình nguyện. Tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thân, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế nó lỡ người muốn. Dù ở lại là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời, hồi đáp lại rằng không có tương lai. Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng ngày mai ra sao, tụi mình cùng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn. Có thể ta không giàu, biết nỡ bên nhau vui không buồn. Chớp mắt 20-30 chiều nào, rồi tụi mình cùng về già. Ai rồi sẽ vai trước sau, theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ, lỡ âu xa xôi để làm gì. Của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Ai cô đứng chỉ mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phê. Hey, em ăn tối chưa nhở? Nếu rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn cười mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì và này đó. Em đang tới bên anh bằng nụ cười thật duyên, cho anh cảm giác này em là người. Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại sai em là chính. Ơ anh nói thật đấy, không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là thình. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác mà say chưa trai, ai ta mới chỉ hơi chuối. Anh vừa ăn rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À thì mà là anh đã kết em rồi đó. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia, khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp. Bạn bè bao lâu nay, thế nhưng liệu rằng lòng anh có đáng thấy. Xung đột khi gần em sẽ là cơ hội sẽ nhất thế. Chơi với nơi mà loài người nhìn anh phiêu, thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Anh đang mơ mang về bầu trời đầy trăng với sao em như cô tiên. Mình cảm muốn như hai con điên trên đồi thảo nguyên. La 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 na. Em như Beyonce hát hát, anh như Jay-Z đang rap rap. Với từng ngày nắng, với từng ngày gió, với từng ngày tháng có em. But I don't know who you are. Sing it. Mỉm cười lòng chợt bâng quáng tôi
chẳng biết mai nào. Sing up. Và đợi chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghe cùng say. What? She crazy man fall in love. Say. Giải cứu Just a Thing. Giải cứu Just a Thing. Ok, xin các bạn một tràng pháo tay nồng nhiệt cho các huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt mùa 3 năm nay với tiết mục Suy cùng Rap Việt đầy lắng động và rất nhiều bài hit đình đám đã được gợi nhớ lại với chúng ta, phải không ạ? Họ cũng đã từng bắt đầu với những con số 0. Họ cũng là những cái người đầu tiên chơi rap ở Việt Nam. Và ngày hôm nay họ đã thành công và có mặt ở đây với vai trò là những huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt mùa 3. Và xin chào một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Emily, Big Daddy, Garrick và Just a Tee. Treo xong xỉu tao không ra không được nữa rồi hả? Đi đi xuống đi đi. Ok, hôm nay em thấy sao, không khí sao? Nó vẫn là một cái điều gì đó rất là đặc biệt và tuyệt vời ạ. Khi mà em được chứng kiến tất cả mọi người ở đây và thêm thấy năng lượng mọi người tới giờ phút này vẫn đảm bảo được như vậy và dành một cái tình yêu to lớn cho Rap Việt cũng như tất cả ekip, cho tất cả các anh em ở đây, điều đó không có gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn ạ. Đây là lần đầu tiên mà vợ chồng của Emily và Big Daddy có mặt ở concert của Rap Việt. Vâng, một tràng pháo tay nữa cho B-Ray. Yeah. Dạ, em chào anh Thành. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng em tham gia một cái concert của Rap Việt như vậy, thì anh cũng muốn biết cảm xúc của em đêm nay. Cảm xúc của bọn em rất là hồi hộp, hào hùng và hân hoan. Nói chung là ngày hôm nay bọn em đến đây là lần đầu tiên mà em được diễn trước 15 triệu người như này. Em cảm thấy quá là hạnh phúc ạ. Và cảm ơn ekip chương trình và quan trọng nhất là tất cả khán giả đã đến và ủng hộ cho Rap Việt All Star Concert ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay cho chính các bạn được không ạ? Nói chung rất là hừng hực ha. Hy vọng là tối nay là mọi người sẽ... Đây. Và Just a Thing. Em không biết có vụ này treo em quá, em có sao không? Dạ. Có rách cái gì không? Tại đeo cái này thế là nó đẩy hết quần em xuống. À, các bạn thân mến, một cái người mà mình phải rất là cảm ơn, có như là nhận một đầu lương mà làm ba đầu việc, đó là Just a Thing của chúng ta năm nay. Như một giám đốc âm nhạc của chương trình năm nay và làm rất là nhiều việc, hầu như là can thiệp và giúp đỡ cho tất cả các bài thi của các thí sinh. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Just a Thing. Một người rất là có tâm và có tầm ha. Thì đây là cái chặng đường cuối rồi, thì em thấy như thế nào khi mà nhìn lại kết quả của chúng ta ở đây, mười mấy ngàn khán giả? Bình thường như một người nếu mà gặp một chặng đường cuối ấy, thì người ta sẽ rất là vui, cảm thấy thoải mái và được bung xõa. Nhưng mà đối với em nói riêng và các huấn luyện viên, ban giám khảo và thí sinh năm nay nói chung, thì mọi người đều có chung một cảm giác khá là nuối tiếc khi phải chia tay Rap Việt sớm như thế này. Bởi vì năm nay là một năm mà rất nhiều anh em ở rất là nhiều những trường phái âm nhạc khác nhau gặp nhau và tạo thành một cái bữa tiệc âm nhạc rất là lớn. Đó là lý do vì sao mà quý vị thấy là năm nay được cho là năm thành công nhất của Rap Việt trong tất cả các season. Và cũng rất là vui khi chúng ta được chào đón nhiều huấn luyện viên mới trẻ tuổi tài năng như là B-Ray. Thì không biết là B-Ray cảm thấy thế nào khi tham gia một cái concert hoành tráng như thế này? Dạ thưa anh Thành, thưa tất cả mọi người, thì lúc nãy thì em khá là lo, khá là hồi hộp. Tại vì em sợ em lên đây em sẽ mess up, em sẽ làm một cái gì đó nó như là quên lời chẳng hạn. Nhưng mà tới cuối cùng thì em lên đây xong rồi em thấy được tất cả tình yêu của mọi người. Và bây giờ em đang cảm thấy rất là vui ạ. Như các bạn đã thấy là B-Ray của chúng ta là chứng minh tất cả những gì bạn ấy làm qua cái cách bạn ấy huấn luyện các thí sinh của mình. Từng bài thi đều được trau chuốt. Và đặc biệt là nếu mà nói về lời lyric thì phải nói về B-Ray đúng không ạ? Đây là những huấn luyện viên đã dành tất cả công sức của mình
và tình cảm, rất là nhiệt tình với chương trình năm nay. Và họ đã cống hiến rất là nhiều. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ cho những người anh đi trước này. Họ luôn luôn là những người truyền lửa cho các thế hệ sau. Thưa quý vị, Big Daddy, Emily, B-Ray và Church Sati. Ok, lắng động rồi ha. Bây giờ quậy lại được chưa? Mình gần đi đến chặng cuối của con đường rồi. Bây giờ mình phải quậy cho nó bung xỏa chút xíu nha. Cho mình nghe tràng vỗ tay to hơn nữa, cái bài này sắp quậy được nè. Thôi chút xíu được mà. Và sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ sự trở lại của SMO và Carrick. Thẻ UOB vì bạn và mọi điều bạn yêu. 16 tháng 12 này, siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12. The Mask Singer Việt Nam 2023. Từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam, Rap Việt sống, người ấy là ai? Quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Sân khấu lát khổng lồ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng. Một đêm duy nhất, 16 tháng 12, 2023 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All-Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop. Lớn thấp tại nhau là chồng cụ bạo, đừng có làm bất thử thách vào phiền lúc nào cũng 10 đô ly.
nhắm ném là chúng vào khách thì cô vi. Năng lượng này chưa chạy tiêu và không chứa chấp. Đừng có nói tình công tin nào đó là một phong cách. Hey yo, bề ngoài nhìn anh try try, nhưng cái xuất hiện là sẽ có highlight. Hey yo, không biết ai đúng ai sai, còn quyết rạn là anh còn lại rai. Hey yo, đi nhau một lắm hai chai, ghét anh đồng nghĩa với việc đói bye bye. Hey yo, ghét mấy đứa hay lại nhại, thường xuyên còn bắt wifi. Hey yo, chứ không hề tự cao. Ghét thì nên có gì đâu mà căng, bình tĩnh men có gì đâu mà căng. Ây yo, xin một tràng pháo tay cho SMO và Karik. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt với sự kết hợp của B-Ray, Captain Huỳnh Công Hiếu, Rai và Đạt Chi. Mong em có được tất cả những thứ từ trước giờ mà em muốn. Xin anh mong em giữ được tất cả anh em kể cả khi em đi xuống. Xin anh mong em nhớ được em có một gia đình hạnh phúc mỗi khi bước chân ra cửa. Kể cả là khi em ghét canh, anh vẫn mong em ấm no không phải lo cơm ngày ba bữa. Xin anh mong em đi được trên lửa, anh mong em thành công hơn nữa. Anh mong em trộn không cần sữa, anh mong anh em mình sống dai. Anh mong em nhai sạch chướng ngại như cơm bữa, vì sẽ không có ai yêu em hơn là chính em. Và sẽ có một ngày khán giả không còn tới xem. Và nếu tới ngày đó em vẫn còn là chính em. Và nếu tới ngày đó em phải luôn là chính em. Vì anh mất 30 năm để biết mình nhỏ bé, học cách nói chuyện nhỏ nhẹ, hiểu được nếu muốn được thấu hiểu thì việc đầu tiên cần làm là lắng nghe. Anh vẫn luôn luôn trưng cầu sự hoàn hảo, để rồi cảm thấy thất vọng về bản thân. Anh không phải Big Ray, cũng không còn là Bảo. Anh không hãnh diện về cả hai dù một lần. Nhưng mà đêm nay chúng ta tới đây là để ăn mừng, lắng nghe những tiếng pháo nổ vang lừng đi khắp quanh vùng. Không cần băng rừng, không cần săn lùng, không cần tranh phần, không cần canh chân. Nâng ly cho những người được chọn, những người anh hùng, không cần danh phận. Let's go. Từ trong bóng tối, những đứa con tìm đường ra ánh sáng. Hơi hóc trái tim vì ta xứng đáng. Mọi người nghĩ một cái đêm như thế này mà không có đầy đủ đến từ đó thì sao? Yeah. Chào mừng tất cả mọi người đến với mình của Lê Đức. Cùng mặc là xem xét, anh là người lựa chọn. Cứ sơ vơ cả gang gang, tao cùng với đồng bọn. Chúc có vẻ vang bởi vì em cũng biết cuộc vui nào sẽ tan.
bạn để ai phải biết. Khi có mình giải quyết, rap sẽ ngồi mãi miết, flow vẫn chảy xiết. Mà xin quái này phết, bật lên mấy mẹ biết. Đừng ngồi không yên, không một ai là không biết. Từ nhà hai là không biết, em bảo là trong duyên. Nên em kéo tính lên và đưa em về lòng biết. Không, người được cho may mắn cho ai là thầy. Anh chỉ làm đúng việc vàng dài cũng biết rõ ràng thằng rap có chạy. Sáng hơn cả kim cương có người nhắc kéo hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5 anh hỏi mẹ fan em sinh năm 2 có mấy. Không nói em hơi bệt 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 bệt. Từ phòng thu sân cầu anh làm họ hệt. Looking cool on point. Trông anh fred 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 fred. Wanna know who tại Johnson Run thì xem. Where they at got a couple haters. Me so thank my bay. You got an underdog, man. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Team B-Ray. Và ngay bây giờ trên sân khấu chúng ta sẽ tiếp tục chào đón một cặp đôi rất đặc biệt, quán quân của rap Việt mùa 3 thưa quý vị, Double Duty và Just Study. Lên đây tỏa sáng, thanh âm trên miền núi khắp nơi đang bật vang cho biết rằng đây là ai. Đã một chút riêng đường mai thì just cũng phải like. Bật con beat rock cả trên đời ngồi đi vần đi đâu. One, two, now. You ready? Và anh dùng melodic kể chuyện làm nhạc trên bảng. Và nếu như mà em thích nghe thì nó là đơn giản. Áo vít tổ cẩm oai hơn gặp được gặp vàng. Lên núi săn mây ngỡ như đang trên thiên đàng. Mời em ngào du trên thuyền này. Tóc em đen tuyền này. Anh giỏi giã gạo tay chuyển chê. Anh có mấy thằng bạn lại tây tây huyền tây. Thay vì bảo là không có thì anh nói là mimi. Người miền núi chất rơi vào làng để đi thi. Một khen trên beat crew trên TV. Hai chấm ngoặc ngoặc ỏ. Nhưng anh Quang Tinh đừng lo chạy ngay. Ngoài đời nhìn anh tựa hai cành cây. Mọi bản chất gió tôi là bay. Lên đây thờ sang cùng hôi hồ Tây. Không phải Mỹ Nam ra face. Anh chỉ có khuôn mặt lái Tây. Không phải hot boy Hồng Kông. Anh vẫn lái đưa nàng sang sân. Không có bắt tay nhiều cơ. Anh chỉ đón tuôn và làm thơ. Anh chê giam thanh nhìn hôi. Nhưng trong nghe tiếng cái tìm hơi. I'm a superstar hỏi in your. Từ đông sang người núi non lúc ta tuy non. Hỏi là văn lai bon bon. Như non stop anh mới xăm rồi cả tôn song. Chỉ cần hai nốt son là son. Hỏi mãi luôn giòn giòn. Và anh dặn không cần phải tạo. Bố anh dạy ra đường phải thật. Tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng. Đừng wanna be. Má anh dặn không cần phải tạo. Bố anh dạy ra đường phải thật. Tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng. You wanna be. Không cần phải tự sát vào lên người vì chất từ bên trong anh phát sáng. Thành quả là sắc đàng bên dưới chân con cát bám. Đi lên bằng tay nắng anh bù góc giang. Vượt qua mọi rào cản để tiến vào chung kết. Nhạc nào anh cũng cần hết. 3 năm chờ thi rap Việt. 10 năm theo đuổi từ mình thích tăng ga thẳng về vạch đích chuyển từ 0 lên 100. Không phải Mỹ Nam ra face. Anh chỉ có khuôn mặt lái tay. Không phải hot boy Hồng Kông. Anh vẫn lái được nàng sang sông. Không có bắt tay nhiều cơ. Anh chỉ đóng tuôn vào lòng thơ. Anh chỉ dẫn anh nhìn hoài. Nhưng chẳng nghe tiếng cái nhìn mời. I'm a superstar hoài in your heart. Từ đông xanh lên núi đo lót ta tuy non. Xong nồi sẽ tôn xong. Chỉ cần hai nốt sang là xong. Hai mãi luôn dọn má anh dặn không cần phải tạo. Bố anh dạy ra đường phải thật. Tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng phép.
đừng wanna be, wanna be, wanna má anh dặn không cần phải tạo. Bố anh dạy ra đường phải thật, tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng phê. Đừng wanna be, wanna be, wanna. Có bông sẽ nở giữa muôn vườn mình để một ngày tỏa hương bay đi xa. Má anh dặn không cần phải tạo. Bố anh dạy ra đường phải thật, tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng phê. Không cần phải tạo, bố anh dạy ra điều phải thật, tránh năng lượng kiêu ngạo và đừng phê. Đừng wanna be, wanna be, wanna. Đừng wanna be, wanna be, wanna. Đừng wanna be, wanna be, wanna. Xin mời đón các tay nằm nhìn cho WGT và Justin T. Thank you, dancers. Thank you. Yeah, cảm ơn các em rất nhiều. Tôi khi chia sẻ về những người anh em mới quen, nhưng mà bạn này có một cái gì đấy rất là đặc biệt. Tôi cảm thấy là cứ mỗi lần mà nói một cái vấn đề gì đấy, nó đều rất là touching cái cảm xúc của tôi. Và yeah, nếu mà bạn ý có ra sản phẩm, rất là mong tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ cho tinh thần phấn đấu và tinh thần vượt qua mọi khó khăn của Mr. từ 0 lên 100. Một tràng pháo tay cho anh T được không ạ? Thank you. Cảm ơn mọi người. Có một cái sự thật là hôm nay là ngày sinh nhật của con gái tôi. Lý do như vậy cho nên là tôi muốn tạo một cái kỷ niệm đi, để mình quay lại. Về sau tôi khoe với nó là bố với mọi người hát cái bài hát kỷ niệm để chúc mừng sinh nhật con. Mọi người đồng ý không ạ? Yeah. Let's go. Sáu tháng 12 này, siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12, The Mask Singer Việt Nam 2023, từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam, Rap Việt sống người ấy là ai? Quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Sân khấu lép khổng lồ. Hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng. Một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop. Trông như siêu sao, gấm chiếc kính đen anh siêu nhân cao. Dẫu luôn biết anh đang không cao, mà cả thô này cũng ngước nhìn. Đang ca múa bên khúc hát ở lòng, bỗng có đứa đi ngang qua lòn con. Chớp chớp mắt hai nách đã hai con, mà làm như thế giới vẫn quay phía sau cánh gà. Một tấm chiếu mới tôi được gọi papa na, papa papa. Một trời mây bão giông luôn chờ nhà. Giờ là lúc thanh niên thoát vai về làm bố già, già 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 về nhà lắm. Easy 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 papa papa, liệu chiếc cứ để đó papa làm cho. Yeah yeah. Easy 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 papa papa, việc chiếc cũng để đó papa làm cho. Lâu lâu được làm bố,
24 giờ kín sâu. Vừa được vui chơi vừa nhấp nhô, họ buồn thấy vô nạn. Đôi khi là giàu tố, đôi khi đầy mất mô. Chẳng cần lo khi đã có tin đâu cùng lên đồ. Và rồi một tấm chiếu mới toanh được gọi papa na papa papa. Một trên mây bão giông luôn chờ ở nhà. Giờ là lúc thanh niên thoát vai, vậy làm gì nào, về nhà là xuống phố thì papa thay chỗ. Chỉ muốn hoan ca papa giờ nếp na na. Em cũng ngon rất 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 rất. Ở đây anh cất tất 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 tất. Dù cả việc khó mấy anh vẫn lái trong vòng tay. CC and JC đến từ Tây Hồ VIP Pro. Xin mời các bạn tay nồng nhiệt cho Justy và bé CC. Happy birthday! Thank you dancers. Con cảm ơn mọi người ạ. Mọi người 10 điểm. Mọi người 10 điểm à? Thì bố bao nhiêu? Bố khiêm 10 điểm luôn. Chỗ đông người nên không muốn bố gọi là xấu hổ gì. Ok, ok, hôm nay CC có mặt ở đây là một cái điều rất là đặc biệt. Tôi thì cũng không ham hố gì cho cháu tham gia nghệ thuật như này. Mọi thứ vẫn đang trong thời gian luyện tập. Nhưng mà những nơi thân quen và những sân khấu thân quen thì tôi mới đem đến để góp vui cho mọi người. Và hôm nay được có mặt ở đây và nhận được cái tình yêu thương này thực sự là một người bố. Tôi xin được trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của mọi người dành cho CC rất là nhiều. Xin cảm ơn chân thành. Và bố có một cái để tặng CC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you. CC là một người rất là đặc biệt. Một cái nguồn năng lượng tích cực mà chỉ khi có con ở trên đời thì Justy mới được trưởng thành như ngày hôm nay. Học làm bố và được rất là nhiều những cái cảm xúc khác so với những cái thời gian trước. Và xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho CC và Justy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Việt Nam muốn đời, cầu mong mong sao, đừng xa xa quê, cho ta follow my way. Việt Nam muốn đời, cầu mong mong sao.
anh đang nhận nhớ với niềm đau. Không quên cầu thang để nước mắt sẽ thành dòng. Và cũng có lúc anh sạch lòng, không để mất công ngoài chờ mong. Vài người muốn lấy làm chồng, mẹ đời nàng dâu mang về. Thực hiện vài câu anh thề rằng ngày thành công con về. Kiếm tiền tươi về cho mama, đôi chân để còn đi la ca. Đồng tiền và tình yêu có phải giữ cho mình. Học cách nhẹ nhàng với người sinh ra mình. Bỏ cái thời gian để làm việc chính đáng. Đam mê làm thơ nên anh lười tính toán. Sao chọn công việc gì an nhàn. Sao không mơ xe mơ bạc mơ vàng. Ta lại chọn đem xây thành đi bán. Có người dành cả đời trong một phút nguy ngoan. Việt Nam ơn đàn. Cầu mong mong đàn. Đất xa xa quê. Chỉ đẹp phong bao quê. Việt Nam ơn đàn. Cầu mong mong đàn. Đất xa xa quê. Chỉ đẹp phong bao quê. Liên quan họ đang lấy hai tiếng trói đấm. Mình đi dẫn lời vào ổ cấm. Phổ chức sống sao để có điều mình muốn. Làm gì làm nhưng vẫn làm đúng. Họ mất sức nhưng mà không trốn. Taking shot but I miss. UTA for the rinse. 454 from the street. Bước ra đầu hẻm xin chào. What's up? Hãy sẽ vụ tem mua yeah, vào day, day. Chìm trong sân đông vui. Kẹp một sao bấy trong túi. Ta là quay mà không đuối. Một cái hơi mà phục mũi. Ai đưa cho mình thì mình vui. Còn lại cho mình lui. Coi như là mình xui. Rồi một thị dân vui. Một thái bà ơi. Con gái da vàng bông lúa. Let's go. Phong thái của nàng công chúa. Công trình là tới. Xong trình là rời. Kiểu hoa các tí đâu có sẵn đâu mà chờ. Nếu mà mentor thuộc rách đen thì đừng nghĩ nhiều. Buông mà cuộc sống không có đen đâu mình nghĩ nhiều. Biến hoa bằng lửa con nhé nhiều. Thì đừng nghĩ nhiều cứ làm đi. Rồi tất tiếp con thuyền từng gặp thủy chiều. Many people think I do what I do. When I had none left, I still came through. I never changed none, even if I had to choose. Everything happened for a reason. Went from late night scheming, I'm living out my dream. Now I'm back home and I'm shouting with my people. Been through too much, can't lose. Life real good now, but we still go hard. Hold down, get to the money every day. Might not go down, even if it's slow down. Step in your lane, keep grinding till you pay. I've been counting down, but I never was folding. I ain't trying to hear the talk, I better go and show it. Rolls on the concrete, better show it. Everybody gonna see it, none of y'all gon' know it. But you don't have to take back from the ground. Yeah, Việt Nam, giữa tay nhỏ thì nhỏ sao. Cái đường đi lâu không mèo. Sống lên làm thạc, đây không phải là chim bao. Mang về đây là niềm nhốn nhèo, có chuyện anh bao. Đứng lên tới cao, nhập trước, nhập sau. Dù là dù cố vũ báo, đáng cay nhọt. Mùi có anh em với tai phải, không có quay theo chuyện ai. Còn mong mong trời. Ba ngược cả gió, tại không ta phát hiện chân khát khao tự do. Yeah, ra mở những ước mơ thật to we go home. Hiên ngang ta lại, vai không nắm tắt nhưng ta ba ngược cả gió. Tại không ta phát hiện những khát khao tự do. Yeah, ra mở những ước mơ thật to we go home. Phong phong những ai đâu biết anh em tao cầu hỏi. Đứng xa về bên nhau và cùng cầm lái lái dù hò. Xin đông tay hãy nắm bớt em để anh cần tới. Thời hẹn anh em lại cất giọng. Sẽ toàn ranh giới mà bất đồng. Chiến bằng cái tâm với chắc ngôn. Danh dự tìm bài cái đây cứ thêm chất đông. Bước lên xe không nào núng cũng để bị thao túng. Bất kể chân chuyên hay chỉ mới nói cùng tạo một niềm tự hào chung. Hết lóc nguyên sao đúng em gì cái tâm này. Đem rap thượng bên trong ngoài US. Chỉ một thế giới dám chân và dám làm. Tự hào bản sắc Việt để ta luôn giữ nét. Không bao giờ phải cảm ơn sống và nóng và luôn đầy can đảm. Chỉ một khán giả ta luôn ở khán giả T. Chỉ từ khán giả A sang từ khán giả B. Khi phục nốt của đông đạt rồi. Đã đến lúc mà mũ anh em đang tha hồ đâm chùi. Rock đây các phải nét vào. Anh thở ra mấy câu rồi lên mà chép vào. Kể cả mang sĩ cơ hay là dép lào. Nhạc anh ai cũng nhảy mà em là thét gào. Nam lên Bắc nếu đã khuyên sang cả tay. Nhận rơi lắc rồi hay đóng cả cây. Mình Vin Đà là mấy cọng cả tay. Lên sân khấu cả đó Việt thấy nóng ở đây. Chi chi chan chan nồng răng lên mây. Có cái mic nóng chắc cho biết mấy OG
chỉ có đây không tôi về home. Theo tôi chạy cuộc chơi one more time say I do. Khi nhận ta lại, yeah, yeah, yeah. Vai không nắm tất như ta bắn hơn cả gió. Tay không ta phát lên những khát khao tự do. Ra mở những ước mơ thật to we go home. Chân vào gạt thì và tạo được cách tuyệt. Các lời chọc thân giai thoại họ chuyện cây. Họ nhìn thấy nơi xuất phát tệ. Kể cả anh thắc hiện. Họ ngóng chờ xem anh làm đến chuyện gì. Tất cả huynh đệ đang ở đây là hàng tuyệt. Thì chuyện ngạo nghệ thì đó là đương nhiên. Da vàng màu đỏ ở trên đầu là vương vị. Sáng sinh, đi ra, get up, green. Oh God, that's cool. Like all my homies with the hats low. Sẵn sàng khi chúng ta vật nét vô. Mặt mày biến dạng như Picasso. Oh God, that's cool. Giơ tay lên cao vì đây là rap show. Đây là lúc cần thiết để nói cho mọi người biết về sự đoàn kết và lòng nhiệt huyết. Từng thế hệ cùng góp tay nhau để có thể tạo những điều đặc biệt. Chín chín chân chân nồng răng lên mây. Có cái mic nắm chặt cho biết mấy ông chỉ có đây không. Tôi về home. Theo tôi chơi cuộc chơi one more time say I do. Two rap yeah. Come back home just to do it right. See my Vietnamese people holding me down for life. A young generation with the potential to shine. Gotta stay up on the grind, it's a matter of time. Give it everything you got if you wanna make it. Giving out to now, look how far we take it. Never gave up on all the dreams we chased. So look at me, stay true to the game I came to. We go hard. Vai không nắm tóc nhưng ta băng hơn cả gió. We go hard. Tay không ta phát lên những khát khao tự do. We go yeah. Hard. Ra mở những ước mơ thật to, we go hard. Nhưng ta băng ngược cả gió. We go hard. Tay không ta phát lên những khát khao tự do. We go yeah. Ra ngờ những ước mơ thật to. We go hard. Và chúc mừng của chúng ta là các huấn luyện viên và các giám khảo của Rap Việt của ta. Hôm nay thì Rap Việt All Star Concert xin được khép lại. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Andre Ryan, Superboy, P-Ray, Justity, Tariq, Big Daddy và anh Thái Việt Chi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến đây ngày hôm nay tại Rap Việt All Star Concert. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Ngân hàng UOB vì bạn và mọi điều bạn yêu. Và xin được cảm ơn đơn vị tài trợ vàng nhãn hàng NZ nước tăng lực giảm 70% đường bừng giảm chuẩn. Cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay và đừng quên tải ngay siêu ứng dụng giải trí Beyond về để có thể xem toàn bộ và nhanh nhất concert Rap Việt nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. UOB vì bạn và mọi điều bạn yêu.